Và sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự về việc người dân Sài Gòn đã dắt xe gắn máy đi vòng vòng vì hết xăng còn dầu của báo Người Việt đăng tải vào ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hết xăng còn dầu là điệp khúc mà nhân viên các cây xăng tại huyện Củ Chi, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12 xác nhận với báo đài trong nước. Chiều 21 tháng 2, sau khi giá xăng bán lẻ tại Việt Nam tăng lên 26.280 đồng ở mức cao nhất lịch sử sau 5 lần liên tiếp tăng giá, một số cây xăng tại Sài Gòn vẫn đóng cửa, khiến người dân phải dắt xe gắn máy, đi bộ long vòng tìm các cây xăng để mua. Nói với báo tử trẻ chiều cùng ngày, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở phía Nam thừa nhận một số cây xăng thông báo hết xăng do thực tế trong bồn không có xăng. Cụ thể, một số cây xăng ở các quận Tân Phú, Bình Tân và Gò Vấp vẫn tiếp tục đóng cửa với lý do hết xăng vào cuối giờ chiều 21 tháng 2. Các cây xăng vẫn cử nhân viên trực, nhưng khách hàng tấp vào đều nhận được những cái lắc đầu với lý do hết xăng còn dầu. Tại trạm xăng dầu Tài Lộc Thịnh Hải chi nhánh công ty Tài Lộc Thịnh trên tỉnh Lộ 8 huyện Củ Chi si, dù không đóng cửa, không treo biển thông báo, xong nhân viên cây xăng tại đây cho hay hết xăng. Nhưng xe gắn máy xã hội tấp vào đều phải quay đầu khi nhân viên cây xăng xô tay và chỉ đến một cây xăng khác cũng nằm trên tỉnh Lộ 8. Trong khi đó, tại cửa hàng xăng dầu số 6 trên đường Hạ Huy Giáp, quận 12 cũng trời biển hết xăng. Nữ nhân viên tại đây giải thích hết xăng từ sáng 20 tháng 2, đứng trong cây xăng trên đường Phạm Văn Siêu, quận Gò Vấp. Vào trưa 20 tháng 2, nhìn thấy cảnh nhiều người dân có xe gắn máy hết xăng phải dắt đi bộ. Qua cây ngang cây xăng, một nữ nhân viên nói rằng thái dân dắt bộ sót lắm chứ những xăng hết rồi có đâu mà đổ. Trong khi đó, một số cây xăng của các doanh nghiệp lớn vẫn hoạt động bình thường trong ngày 20 tháng 2, khi khách hàng không bị khống chế số lượng xăng cần mua. Theo báo Dinh, không chỉ xăng, giá các loại dầu này cũng được điều chỉnh tăng lên 20.800 đồng. Ở một số cây xăng trên địa bàn có tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm do nguồn cung bị thiếu hụt, cửa hàng không thể nhập hàng về đúng tiến độ. Tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số cửa hàng cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó sẽ được khắc phục. Nguyễn Tiến Đạt, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố cho biết sau khi kiểm tra trên 100 cây xăng ở Sài Gòn